Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Đây sẽ hẹn để được viên mãn kiềm tình chia tôn đức trong ban nghi lễ trở về khách đường để dùng nước sau đó chúng con trang nghiêm cây đường cung thịnh chia tôn đức quân toàn thể gia quyến cũng như thân quyến tổ chức lễ kỳ siêu của quyền thất tổ cho ông bà cha mẹ. Giờ đây ngọ thời đã đến, trai đường chúng con đã cung thiết như pháp, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức quan trang nghiêm áo hậu để cho gia quyến Phật tử dâng lời tắc bạch cung thỉnh quý ngài quan lâm trai đường để chứng minh lễ hiếu sự hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng. Hôm nay gia quyến chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin dâng lời tác bạch A Di Đà Phật. Quý vị lại số một lại. Quý vị quỳ xuống chắp tay. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng. Hôm nay nhân ngày lễ kỳ siêu của quyền thất tổ cũng như kỳ an cho gia đình, giờ này ngọ thời đã đến, trai đường chúng con đã cung thiết như pháp, chúng con thay lời cho gia đình thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng quan lâm trai đường để chứng minh lễ cúng dường nhân ngày hiếu sự hôm nay. Ngưỡng mong quý ngài từ bi quan hỷ hứa hạ cho toàn thể gia đình Phật tử chúng con được ân trim công đức. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trên hàng ghế chứng minh thứ nhất, chúng con thành tâm đảnh lễ cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thượng Minh Hạ Thiện. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thượng Thiện Hạ Tài. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thượng Từ Hạ Thiện. Và chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng đồng phân ban an tọa. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, chư đại đức tăng. Chúng con cung kính nghe rằng cây có cội mới trổ cành xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Hôm nay toàn thể chư Phật tử gia đình Lê Hoàng cùng toàn thể những người thân trong gia đình vì nghĩ đến ân đức sanh thành cù lao dưỡng dục của ông, của bà, của cha, của mẹ và của quyền thất tổ mà đồng quy tụ đạo tràng Phật huệ. Giờ đây toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử gia đình cung kính quỳ trước trai đường có đôi lời dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức để họ hầu quân tu công đức. Nhờ phước lành này mà chư hương linh của quyền được siêu thoát cũng như người hiện tiền được tăng phước tăng thọ. Giờ này xin mời Phật tử Thiện Trung đại diện cho gia đình dâng lời tắc bạch cúng dường A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Hôm nay gia tộc chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tắc bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni. Chúng con từng nghe rằng cây có gốc mới trổ cành xanh lá, nước có nguồn mới chảy khắp rạch sông. Con người có tổ có tông, như cây có gốc như sông có nguồn. Ngưỡng bạch chư tôn thiền đức, gia tộc chúng con mai có duyên lành gặp được Phật pháp, con cháu sống hòa thuận ấm êm trong giáo pháp màu nhiệm của Phật Đà.
Chúng con nghĩ rằng được như vậy là do bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân tộc của dòng họ chúng con đã dày công bồi đắp. Nghĩ đến ân đức cao dày đó, chúng con không khỏi bồi ngồi rơi lệ, bân khuân, không biết lấy chi để đền đáp cho vừa. Nay con cháu trong gia tộc chúng con đều quy tụ về chùa Phật Huệ để tưởng nhớ công đức, ơn tổ tiên dạy dỗ. Trong dịp thanh minh là dịp tốt cho gia tộc chúng con thực hiện ước nguyện báo đáp thân ân, sinh thành dưỡng dục, cù lao cốt nhục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Trong cái biết hữu hạn đối với thế giới vô cùng vô tận, không biết ông bà tổ tiên thân tộc của chúng con đang vui sướng hay đỏ đầy nơi âm cảnh. Phận làm con cháu không thể yên lòng nghĩ đến cảnh đọa đày của người thân thiếu phước thiếu duyên, đang đeo mang nghiệp chướng nặng nề. Chúng con biết chỉ có Phật pháp là phương pháp tối thắng nhất để chúng con gieo trồng phước đức cho ông bà tổ tiên. Hôm nay hội đủ duyên lành, chúng con noi gương đức hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên Tôn giả và được sự hướng dẫn của viện chủ chùa Phật Huệ thiết lập đàn tràng giải quan bạc độ, chẩn tế cô hồn, chay tăng cúng dường, chẩn tế cho người nghèo. Chúng con xin hồi hướng công đức này kỳ siêu cho cha mẹ, ông bà tổ tiên thân tộc của chúng con và các chư hương linh đang hội tụ về đàn tràng này, nghiệp chướng tiêu trừ, chuyển hóa thân tâm mà siêu sanh về cõi tịnh. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức, giờ này đàn tràng đã trang nghiêm, chai đàn đã thanh tịnh, thân tộc chúng con xin dâng lên cúng dường tam bảo và hiện tiền Chư Tôn Thiền Đức. Ngưỡng mong quý ngài từ bi nạp thọ chú nguyện và hồi hướng công đức cho cha mẹ, ông bà tổ tiên, con cháu trong thân tộc đã qua vãng của chúng con và các chư hương linh hội tụ tại đàn tràng này được nhẹ nhàng siêu thoát về nơi giàn cảnh. Chúng con cũng xin hồi hướng cho bà con thân tộc đang hiện tiền thì được an lành hạnh phúc. Ngưỡng mong Chư Tôn Thiền Đức từ bi quan hỷ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi đại diện thân quyến cũng như chư Phật tử hiện tiền dâng lời tắc bạch cúng dường để cho công đức cũng như pháp sự hôm nay cũng như hiếu sự hôm nay được thành tựu viên mãn. Người còn kẻ mất đồng chim lợi lạc, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thượng Minh Hà Thiện, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, thay mặt Chư Tôn Đức ban pháp ngữ đạo từ, thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Cửa nguyện Phật Huệ Đường Thượng lịch đại tổ sư khai sơn tạo tự truyền giáo truyền giới Già Lam thánh chúng Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Chứng Minh Đàn Tràng, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng hiện diện. Kính thưa Phật tử Lê Hoàng pháp danh Minh Nguyên cùng với tất cả những người trong quyến thuộc thân bằng, thí chủ phát tâm cúng dường hôm nay đồng hoan hỷ. Bạch Chư Tôn Đức, Phật tử Minh Nguyên cùng với quyến thuộc là những người có lòng kính tin Tam Bảo, luôn phát tâm học hạnh lành chư Phật chư Bồ Tát chỉ dạy. Do vậy hôm nay nhân dịp để quy tập hài cốt tổ tiên về an trí nơi chùa Phật Huệ, Phật tử muốn hồi hướng công đức để kỳ nguyện cho người quá vãng được sớm siêu sinh về miền tịnh Phật quốc độ, người hiện tiền được tăng phước tăng thọ. Do đó, được sự hoan hỷ hướng dẫn và chấp nhận của Thượng Tọa trụ trì chùa Phật Huệ, Phật tử đã chư pháp cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng quang lâm về đây
thực hiện pháp nghi nhất cú nhất kệ để sở cầu của Phật tử, sở nguyện của Phật tử được thành tựu. Hôm nay xin chư tôn đức hoan hỷ liễu tri. Tại cuộc lễ này, tín chủ muốn phát tâm để kỳ an cho cụ Nguyễn Thành Thịnh, pháp danh Minh Đạt, niên canh 80 tuổi. Phật tử Nguyễn Thị Năng, pháp danh Bảo Hải, niên canh 81 tuổi. Phật tử Nguyễn Thị Thu Vân, pháp danh Diệu Đức. Phật tử Lê Hoàng, pháp danh Minh Nguyên. Phật tử Lê Nguyên Y, pháp danh Diệu Trí. Phật tử Lê Nguyên Khoa, pháp danh Minh Tuệ. Phật tử Nguyễn Văn Quy, 47 tuổi. Quỳnh Thị Hiền, 45 tuổi. Đoàn Thị Ảnh, Đoàn Văn Tư, Đoàn Thị Đan, Đoàn Thị Viên, Đoàn Thị Trưng, Đoàn Thị Hà, Đoàn Văn Xứng, Quỳnh Thị Tốt, 94 tuổi. Lê Thị Thắm, 75 tuổi. Lê Thị Đẹp, 72 tuổi. Lê Tấn Sĩ, 66 tuổi. Lê Thị Gấm, 64 tuổi. Lê Tấn Đức, 60 tuổi. Lê Kim Loan, 56 tuổi, pháp danh Minh Ngọc. Lê Văn Mười, pháp danh Thiện Hòa, 53 tuổi. Lê Thị Sốt, 53 tuổi. Lê Thị Bạch Cúc, Lê Hồng Phúc, Lê Hoàng Phúc, Lê Thị Thanh Truyền, Lê Thị Ngọc Truyền. Lê Quốc Việt, Lê Quốc Thuận, Lê Ngọc Linh, Lê Thị Thanh Xuân, Phạm Thái Thùy Nguyên, Lê Thị Muối, 64 tuổi, Lê Thị Tám, 54 tuổi, Lê Quang Vũ, 58 tuổi, Nguyễn Văn Tâm, 56 tuổi, Võ Minh Lý, 66 tuổi, Võ Thanh Danh, pháp danh Minh Thành, Lê Bá Phúc, Võ Thanh Phong và tất cả những người quyến thuộc thân hoàng của Phật tử Minh Nguyên. Lắng nghe lời văn tác bạch của quý vị, chư tôn hòa thượng thường tọa đại đức tăng hiện tiền rất lấy làm hoan hỷ và tán thán hiếu tâm hiếu hạnh đạo tâm đạo hạnh của quý vị. Thưa quý Phật tử, theo giáo lý của đạo Phật, chúng ta có thể tái sanh trong sáu nẻo luân hồi, hoặc giả chúng ta có được sanh về thế giới của tứ thánh do công đức tu tập, do sự hành thiện và do sự phát tâm hồi hướng. Sáu nẻo luân hồi thường tình chúng sanh phải luân chuyển, đó là thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Bốn cõi thánh đó là Thinh Văn Huyên Giác và Bồ Tát Phật Thừa. Như vậy, khi quý vị có khái niệm thiết trai cúng dường là để hồi hướng cho những người quá vãng được sanh về miền tịnh Phật quốc độ, người hiện tiền được tăng phước tăng thọ, thì Đức Phật dạy chính bản thân của những người thân của mình khi còn sanh tiền, nếu được phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì Phật giới, sống cuộc đời hiền thiện từ lời nói việc làm với ý nghĩ gọi là không làm các điều ác, vâng làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh, rồi từ đó phát nguyện theo một pháp môn tu tập và hồi hướng công đức để được sanh về thế giới của chư Phật. Thí dụ như nguyện sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, người ấy thường hành trì câu niệm Phật A Di Đà. Nếu người ấy nhờ công đức đó mà phát nguyện được sanh về các cảnh giới khác, từ chư thiên cho đến loài người, thì với tất cả những cái việc hiền thiện hàng ngày quý vị phát tâm cùng với sự hướng tâm như vậy, quý vị ắt sẽ được sanh về thế giới an lành. Và hôm nay công việc của chúng ta là suy nghĩ đến người đã khuất, dựa vào kinh Địa Tạng. Nếu con cháu thiết trai đúng như pháp nhu luật, pháp cúng dường thanh tịnh, người thọ pháp cúng dường thanh tịnh rồi hồi hướng công đức, thì tất cả những sở cầu sở nguyện của quý vị sẽ được cơ cảm với hồng ân Tam Bảo và sức chú nguyện của đại tăng hiện tiền. Mà người đã khuất chưa tái sanh sẽ được sanh tâm hoan hỷ
mà duyên theo nghiệp thiện lành đó mà tái sanh. Đối với những người hiện tiền qua công đức hiếu sự này, lại dũng mãnh phát Bồ Đề tâm, ai chưa quy y Tam Bảo thì quy y Tam Bảo, vì đó là một truyền thống tín ngưỡng của dân tộc từ ngàn đời. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Vậy thì chúng ta vì thương tưởng đến người quá vãng, và nhất là nương vào cụ ông cụ bà, những người đã cao niên lập trưởng và lại có tầng thần kính Tam Bảo, để tất cả con hiền cháu thảo có thể phát tâm. Thứ nhất là hồi hướng công đức tu tập của mình, giúp cho tất cả những người hiện tiền lòng chánh tín Tam Bảo được bền chắc và thực hiện những pháp có thể tạo nên phước duyên cho mình. Như hôm nay xin Đại Lao Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, chúng tôi đem công đức tu tập mình mà chúc cho quý vị được những điều tốt đẹp như kinh Phước Đức đã dạy. Đó là được cung phụ mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp. Quý vị là con hiền cháu thảo, hãy đem hết tâm thành, hết sự hiếu kính của mình để mà biết phụng dưỡng, thương kính cha mẹ. Những điều cha mẹ dạy bảo, những gương hay hành tốt cha mẹ đã nêu, các con hãy nương theo đó mà bắt chước, làm cái tiềm thang cho sự sống của mình trên con đường đạo đức. Thứ hai, trong cuộc sống doanh nghiệp phải tiếp xúc rất nhiều giới và hợp đồng với tất cả những công ty liên quan đến mình. Nói chung là sự giao tế qua lại đối với cộng đồng xã hội là điều không thể không lưu tâm. Vì vậy Đức Phật khuyên biết sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết. Quý vị hãy ứng dụng lời Phật dạy để được thành đạt trong doanh nghiệp cũng như trong đời sống gia đình của mình. Và có một điều chúng tôi xin được trích nữa, mà coi như đây là điều rất căn cơ để Phật tử quy kính Tam Bảo, đó là biết kiên trì phục thiện, thân cần giới xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Trong cuộc sống đời thường, được làm những điều căn bản như vậy, thì bao nhiêu công đức lành của quý vị muốn hồi hướng, muốn cầu nguyện, thì sẽ được mười phương Tam Bảo, chư vị thiện thần hộ pháp chứng minh gia hộ cho quý vị. Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni giờ đây xin nhất tâm xưng tán danh hiệu Bổn Sư ba lần để chú nguyện và hồi hướng, sở cầu quý vị được thành tựu, được các tường như ý. Thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và Đại chúng hoan hỷ niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Trên Chư Tôn Thiền Đức đã từ bi hứa khả, lại còn ban bố những lời khuôn vàng thước ngọc, thấm tình đạo vị, làm kim chỉ nam cho con cháu muôn đời noi theo. Chúng con không biết nói gì hơn, nguyện trên Tam Bảo thì từ gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an, pháp âm lưu diễn, pháp thọ niên trường, mãi mãi là con thuyền Bát Nhã, đưa chúng sanh đến bờ an lạc giải thoát. Cho chúng con được chọn niềm công đức, gia tộc chúng con xin thành đảnh lễ tam bái. Nhân tâm đảnh lễ hiện tọa đạo tràng, Chư Tôn Tịnh Đức Tăng gia tam bái. A Di Đà Phật. Nghi thức cúng có đường hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Tài xin sướng lễ A Di Đà Phật.
đường độ tam bảo ấy Nam Mô Đàm Trụ Tam Bảo cùng thịnh Di Tôn Đức Cửa cung dường thanh thịnh pháp tân thì lô gia đà bài lô gia đà bài thiên vân và thân chân ca mô ni vàng đường lai hạ sanh di lan tôn vàng a di đà vàng tạm phương tam thế nhân di dư mà đại trí văn tổ sư lời bồ tát bồ tát đại bi quan thế âm bồ tát dư tôn bồ tát ma tát ba nhà ba la mà vị cung vàng cảm tăng tờ bồ đồng cung dường nhiều vàng thân thời thì việc gì thân pháp thị sung mang biên thần biên thị nhớ ngôn là mô tát và đảng thác đà na mô ta và đà thác a đà và lo nhị đà tam vàng ra địa tạng tô rô tô văn đà tô rô ta và ngã 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 nam ta và ba biển nhật ra hồng ngã 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 nam ta và ba biển nhật ra hồng nhật ra hồng Phật dễ thì kéo thần toàn ngũ quán tán tâm làm đội tinh tế nan tiêu đại chúng văn cánh tinh ca danh niệm di đà thọ khai qua vạn thọ hương
thời. Toàn thể gia quyến thiết lễ, kỳ án kỳ siêu bạc cúng quyền thất tố. Nguyện tương di từ tăng công đức hồi hướng kỳ phước bảo an. Hiện tiền chữ tính vô nguyễn thành thịnh, pháp danh minh đạt hành cảnh 80 tôi. Nguyễn thị năng 81 tôi bao ái, nguyễn thị thu văn diệu đích lê hoàng minh nguyên lê nguyên diệu trí lê nguyên hoa minh tuệ nguyễn văn quy vốn vai tuấn huỳnh thị hiền đoàn thị ảnh đoàn văn tư đoàn thị đan đoàn thị nguyên đoàn thị trưng đoàn thị hà đoàn văn xuân huỳnh thị tốt chính bốn tuổi lê thị văn bái con tôi lê thị đẹp bảy hai tôi lê tấn sĩ sao sao tuổi lê thị gông sao bốn tuổi lê tấn đức sao mười tuổi lê kim loan năm sao tuổi minh ngọc lê văn mười tuyên hòa lê thị rút lê thị bạch cúc lê hồng phúc lê hoàng phúc lê thị thanh truyền lê thị ngọc nghe truyền lê quốc việt lê quốc thuận lê ngọc linh lê thị thanh sơn phạm tái thị nguyễn lê thị mũi lê thị tám lê quang vũ lê văn tâm võ minh lý võ thanh danh minh thành lê ba phúc võ thanh phong hiện tiền đoàn giáo trưởng thừa công đức ảnh hưởng phước lành xuân đa kia kết nạ bảo bình an tô tông tam tai đông nghinh bách phước hồi hướng kỳ siêu bạc kiến cũ quyền thất tổ lịch đợi tông thân đa sanh phù mẫu thương linh lê văn y lê văn bước lê văn tàu lễ văn lành lễ thị lê văn công lê văn đời lễ thị văn buôn lê thị tội lê thị lào lễ thị lãnh lê thị xiêm lê thị sành lê văn sóc lê văn kim lê văn ếch lê văn của lê văn sườn lê văn thôn lê văn giảng lê văn canh lê văn của lê văn dư lê văn lộc lê văn đô lê văn đẹp lê văn son lê văn nén lê văn độ lê văn điệu lê văn đa lê thị ngân lê thị lê văn tòng lê văn quế lê văn thịnh lê văn trị lê thị vàng lễ thị nén lê văn tang lê văn thoảng lê văn đi lê thị tử lê văn hên bùi thị lâu bùi văn lý nguyễn thị lập huỳnh văn thị nguyễn thị mai lê thị nên nguyễn văn vinh lê thị hạnh phạm văn đời lê thị cường tự tư lê văn năm lê văn thọ lê văn châu lê văn tức bất danh minh thanh tâm lê văn du thanh huệ lê thị tiên lê văn ti lê thị nghì lễ thị sử nguyệt ngọc lê thị liên lê thị thản nguyễn văn ngang lê thị tư lê văn diện lê thị ngọc lê quang thùy là văn minh tông nguyễn văn điền nguyễn thị nam nguyễn văn buôn nguyễn văn lộ nguyễn văn lèo nguyễn văn cánh nguyễn phạm văn nhã nguyễn thị hai võ trung đính nguyễn trung tính huỳnh kim sen nguyễn văn cận nguyễn thị phèn mãi văn xá mã văn xá nguyễn văn ẩn phạm trung tính hiển tiền chương linh đồng thừa tam báo lực quy di trai đường tỉnh pháp văn kinh tốc xá mê đồ siêu sanh tịnh độ phổ nguyện ân sư giao dương phụ mẫu sanh thành đàn na tinh thí tăng ít phước điền phàm giới chung sanh tề thành phật đạo mô a di đà phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật. A Di Đà Phật cung thỉnh chư tôn thiền đức thù trai. Thank you.
Nguyện văn vấn đề đề hành văn văn đời lời đề
Để qua thủy và bên thông nguyện văn đi nguyên đi na nguyện văn buôn và văn lộ và văn đèo nguyện văn công tử thần phạm văn nhã nguyện thị nay võ trung đến nguyện trung đến quỳnh kiếm xe nguyện văn cần nguyện đi bèn mà văn a xa nguyện văn an thần công a tấn huân văn nhà nguyện thị ba quân a dân a tổ liệt chỉ chư thiên a linh phô cầm kỳ siêu a cổ quyền thân a tổ nội ngoại gia tiên ta vấn đề quân cô gì tỷ hội giúp thiên nhị chư thiên linh di nguyện tổ tăng văn xa chư vị hương mà linh tiên linh quy chí đàn tiền tinh ban dân kinh thọ tài hướng thượng thông thừa phật lực trần gian là phán siêu sanh tình độ hiếu tự hiền tôn kiệt tiền thủy trăm sơ là thank you.
xuân quan xã tuổi dân sanh nhà thúc để quanh cô gì tỷ muội cao cao thần tổ đạo cao cao thần tổ tề lai tổ thần hiền thần pháp nghĩa an thần tổ tài cũng thần đồng thừa phật lực trực diện tây phương gì a thần đăng an dương nghiệp đã đành lao liều sanh tử chỉ mê chân nếp bàn chỉ diệu dứt dặn kim tái hình con hiền cháu thảo nữ nam môn tái kiền thiền cà chấm ma nhị thần gọi tha đảng lệ chữ gì có quyền phật tổ ta Yeah.
Khởi thân lễ nhị và quyện sanh tây cái vườn tịnh đồ chuông cô âm liên hoa dĩ phù ma qua cái kiếp và ngô á vô hà ta tận tôi vô ta kỳ và Nam mô Tiêu Lan Đồ Bồ Tát. Nam mô Tiêu Lan Đồ Bồ Tát. Tiêu Lan Đồ Bồ Tát Ma Tăng. Phạn nghi sự tất phạn thực kiện thành nghiếu tử hiền tôn kiện tiền trà chấm chung tuần. Đại tăng lễ cử quyền thất tổ tứ Maria. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là khóa lễ thất pháp cùng tiếng chư vị hương linh tiên linh của quyền thất tổ và được hoàn mãn. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn tịnh đức trở về nơi khách đường dùng nước giải lao nghỉ ngơi trong giây lát, sau đó sẽ tác pháp khóa lễ phóng liên đăng và đăng đàn chẩn tế bạc đồ chư âm linh cô hồn. Kính mong toàn thể quý vị trong trai chủ liễu chi cho. Nam mô A Di Đà Phật. Xíu cùng.